Rồi chào cả nhà nha. Thì hôm nay đó là các anh em YouTube cùng với Yumi Bội Nhi có đến đây á. Thì nhà Yumi có làm tiệc đãi các anh em YouTube rất là hoành tráng luôn nha cả nhà. Ăn chung với lại bà con lối xóm cũng như là rất là ngon luôn cả nhà. Anh Khánh chuẩn bị phát tiền bà con. Trời ơi, hấp dẫn quá. Hai mâm nha cả nhà. Rồi, đây là gì nè. Rồi, còn bên đây là một mâm nữa. Rồi, hai mâm rất hoành tráng luôn. Chào tất cả mọi người đang xem live trực tiếp. Hôm nay là Yumi là hạnh phúc nhất. Quá. Bội Nhi ơi, bây giờ buồn ngủ rồi, ăn ngon quá kìa em. Anh thích vậy thịt bò. Ăn thịt bò kìa. Hấp dẫn. Buồn chết. Đang cơm nghe một canh chua là cái gì vậy? Canh chua rất ngon. Đắt ăn cái này không được ở chợ bộ. Canh chua rất ngon. Ừ, ăn canh chua đi. Nè ngồi đây. Ngồi đây với em đi. Canh chua với bún. Canh chua với bún đi. Ừ, canh chua với bún. Cuốn rồi. Cho nó ăn, tập cho nó ăn đi. Có cái giờ lấy cơm ra. Ăn bún trước đi. Chào chị qua quên. Chào tất cả mọi người. Chào mọi người. Canh bún là canh chua ở quê. Đúng rồi. Ăn cái đi. Cái đầu cá lóc nè. Cái gì? Cá lóc lòng. Rồi em mời cả nhà nha. Cái gì của Yumi nói cá lóc. Nói bụng lắm rồi. Đây. Rồi ăn đi tất cả, ăn đi, ăn đi. Rồi, con mời cả nhà nha, mời cả nhà của mình nha. Mời cả nhà ăn cơm, cặp quân kha. Ai ăn sao thì nhịn. Nhiều lắm. Rồi, thịt bò, thịt bò, thịt bò. Dạ, chào chị Trung Thủy. Ngoan nhiều lắm á. Ngon quá, ngon quá. Rồi, tiền đã sẵn sàng rồi. Đây là đồ ăn nhà Dung Y nấu. Nhậu thử coi sao chứ. Nhậu xong rồi. Ngon. À, cả nhà. Ngon. Hôm nay là chúng ta từ miền quê. Ông Hưng ơi, ăn rồi nha. Nhanh là còn chấm là hết á. Nghe theo. Nó chấm gì trời. 30 Tết rồi nha cả nhà. Mà tương. Một mà. Một. Ừ. Không biết tương. Cả nhà thấy đặc biệt chưa? Đi vô về mấy ngày nay rồi xếp lại ha, giờ ăn nhậu trước rồi tính ha cả nhà. Rồi, ăn nhậu trước rồi tính đi, ông nhậu đi mà coi là ông hết. Cả nhà ơi, coi. Giờ cả nhà mà muốn hơn chừng uống bia hay sao giờ, bà ngoại? Ngon quá. Giờ uống bia xong quay trong đi coi nguyên tô luôn ha. Không có mời đi. Bún à. Cá kho nè, cá lóc kho nè. Bị cuốn đó, ăn cơm rồi. Cơm rồi, tí xíu nữa ăn. Đây là bì cuốn nha cả nhà. Cơm rồi sao à? Đợi đóng ăn rồi. Bì cuốn thịt. Đó, bì cuốn này chấm gì ta? Chấm tương. Chấm tương á. À, chấm tương nha cả nhà. Nè, cá lóc. Cá lóc gì? Cá lóc cuộn. Này là sườn. Lòng quá. Bàn mình đủ rồi đó. Lòng quá. Rồi, gom vô một bàn cũng được. Mấy cô đâu? Chưa nữa mình ăn. Tại vì đồ ăn rất là nhiều. Kỳ vậy? No rồi hả? Thử này thấy sao ngon mà bao nhiêu rất ngon. Rất ngon nè em Hưng. Ủa bác, cái này là món những món này là ai nấu mà ok cái hai con nấu rồi. À, hai cô của Yumi với hai con. Lấy gì lên hả? Rồi hai cô Yumi nấu đồ ăn ngon quá. Yumi nấu đồ ăn ngon. Nấu rất ngon nha. Cái này là lẩu lẩu hả bác? Để chúng ta hâm này nè. À hâm bò. Cả nhà nhìn nha cả nhà. Ủa ai đổ nước lạnh chi trời. Có cơm nước rồi đầy đủ hết. Rồi bắt cái bếp lên để hâm nóng luôn rồi nhỏ nhà. Luôn rồi. Hấp dẫn quá. Con bò hấp dẫn lắm nha. Mẹ Yumi nha cả nhà. Thôi vô ăn luôn con. Đi ta hỏi ai rồi bà nè. Bà ơi vô ăn bà ơi. Đi qua nó gần rồi con. Bơ 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 cái mặt mặt qua đây đi. Bơ bơ đổi qua đây. Hai phút nữa.
Rồi đây anh Khánh nha cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay rất là vui. Đây đó. Khi mà đồng hành cùng được Du My đây nè. Về quê. Thứ hai là cứ nghĩ về quê thôi. Nhưng mà vui luôn nha. Cái việc là năm mới phần quà nó ở trong mà cho nó mát này ông bự. Mà chẳng những quà còn thấy mà còn ăn được hết sự mong đợi của mình. Ăn được ha. Đầu tiên cứ nghĩ là phần quà trị giá 200 thôi nhưng mà. Đâu có mẹ. 290. Và bánh đồ quân ngày nay thêm nữa mỗi năm vậy là mỗi phần đi về giá 340 anh thấy không nghĩa là ở quê như vậy là cũng vui đấy ha mà nóng nổi ơi gạo đó ở quê mà thấy mình về đồ người ta cũng vui quá trời vui nhộn nhịp đó nhộn nhịp ha chở gì như nhà hẻm này ghế đây chụp đại đi chụp đại đi như nhà hẻm Dương Bương ngồi đây nè. Dương Bương ngồi đó ngồi. Anh chồng nhà. Bương ngồi nó mới ngồi. Chồng à, vậy mới hẹn mà. Hấu. Tết mở cắt vô mở rồi không vô hẹn cả nhà rồi là Linh nha Tết ở quê nhà ngay chỗ nhà của Du My nha cả nhà Happy birthday Happy New Year quên rồi Happy New Year cả nhà 30 Tết rồi nha chứ không ít trỗi gì nha làm như 30 Tết vậy hả làm phát cho hoành tráng đi ngồi xuống đi Dương Bư ngồi cho nó ngồi 30 Tết là người đẹp hạnh phúc nhất là Du My không còn ai xa hết hôm nay về thăm nhà lâu lâu mới có dịp về thăm nha cả nhà giống đám cưới em quá ha cả nhà sao cái này đó nè giống đám cưới em quá à dạ đây là đàn trai nha ca sĩ Sơn Tùng thôi cưới em trời ca sĩ Sơn Tùng kìa em xui kìa thiếu Châu Gia Kiệt thiếu Đơn Nguyễn thiếu bé đâu anh dạ ở đây là ở Giang Giang nha cả nhà ở đây có chỗ ngồi không ngồi quay phim ké tí xíu đi ngồi đó ngồi luôn đi rồi xin giới thiệu với cả nhà là Lê Bảo Bình với lại Du My nha cả nhà là sắc bền Bảo Bình thì Sơn Tùng Sơn Tùng hả Sơn Tùng Du My với Lê Bảo Bình quên Sơn Tùng phải không nhiều nước suối à dạ cảm ơn thì hiện trần ngon mà cả nhà tôi mừng lắm cả nhà ơi rồi cảm ơn Thanh Thảo nha ngon nha cả nhà 30 Tết nè cả nhà làm gì vô ăn uống với lại Hương Trần với lại Du My Bảo Nhi nè cả nhà ơi ngon cả ngon rồi, cành đào mới vừa nói vào nè chưa nuốt nè ngon chứ không ngồi cho nhỏ ngồi ờ đây bên kế bên là anh Khánh nè cả nhà anh Khánh hôm nay đẹp trai ghê càng lúc em càng thấy anh đẹp trai Khánh lúc nào đẹp trai dạ đẹp trai người ta khen đẹp trai không chịu mất cỡ quá có cái muộn luôn rồi chào Minh Nguyễn ha chào tất cả mọi người nha cả nhà sao vậy ai biết ai vậy ôi sao vậy thổi bốc gì nút cả nhà ơi bây giờ gì hả cả nhà lâu quá hôm qua cô không có like hôm nay like ù nữa hả cả nhà thì cả nhà xem Hân Trần ăn Hân Trần review luôn ha hôm nay chơi cái mod thêm review nữa nha cả nhà vừa ăn vừa ngon lắm ha. Bò là bò ngon nhất à bò ngon nhất ha đậu chai đẹp này cũng nó ngon lắm cả nhà nó khoái đậu bò nha cả nhà ghê thiệt chứ cái lên nước nội rồi gỡ lại cho nước suối nè cho nước suối cho nó gỡ lại ngồi dạ. Không phải em trai ồ cái lóc cao bao nhiêu tuổi rồi dạ. Dạ. Rồi Khánh Cao năm nay mới có 21 rồi cả nhà lâu rồi tấn rồi thằng cường trời ơi rồi thôi em kết thúc video ở đây để cùng mọi người nhập tiền nha cả nhà hẹn gặp lại cả nhà những trong những video đi chơi những tiếp theo rồi. Thank you.